Được các bạn. Và hôm nay mình sẽ review cái bánh đậu xanh nha. Mình mới mua về. Okay. Chị bóc nó ra nha. Đó. Các bạn có thể thấy gì bên trong không? Vậy là mình đã mở ra rồi. Bên trong có gì? Đây. Mình đã mở ra rồi nhá. À, nó chính là bánh đậu xanh thật các bạn. Bánh đậu xanh thật, bánh đậu xanh thật. Đây nhá. Mình sẽ cắt cái hộp này đi. Cho tôi nghe vào. Đây. Mình thấy rồi nhá. Giờ mình sẽ mở ra xem có phải bánh đậu xanh thật không. Các bạn thì mình đã có thể ngửi thấy được cái mùi thơm của nó rồi. Mình đã có thể ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Mình sẽ lấy ra một cái bất kỳ các bạn xem này. Đây thì là một gói bánh đậu xanh nhá. Bánh đậu xanh Hòa An. Đây thì mình sẽ làm quảng cáo cho những người mà thích ăn bánh đậu xanh này. Và kể cả công ty của họ đang làm. Thì đấy. Bánh đậu xanh Hòa An. Đấy. Các bạn xem. Bên ngoài rất là đẹp. Thì mình nghĩ là bên trong nó cũng ngon nữa. Bây giờ mình thử bóc bánh ra ăn nhá. Bóc bánh ra chắc là sẽ rất là ngon bởi vì mình ăn nhiều loại bánh đậu xanh rồi. Mình không biết cái loại này nó có ngon không nữa. Đó. À, bánh đậu xanh các bạn nha. Bánh đậu xanh Hòa An. Bây giờ mình sẽ thử một miếng này. Thử một miếng bánh nó có ngon không này. Đây. Bánh đậu xanh. Thì chắc hẳn bạn nào cũng quen rồi. Bởi vì bánh đậu xanh là món đặc sản Hải Phòng. Bạn nào cũng biết rồi. Hay chỗ nào đấy thì mình không biết. Bởi vì mình không giỏi địa lý. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. Khá ngon các bạn ạ, khá ngon. Nó khá là ngon các bạn ạ. Đây. Cái này nó khá mềm và cũng có nhiều đường, có một vàng rất là đẹp, óng ánh luôn. Bên mình thì óng ánh, chắc các bạn nhìn cũng không có đẹp lắm bởi vì mình đang dùng cái camera của làm máy tính mình không có đẹp như các bạn nghĩ. Rất ngon và các bạn hãy nhớ mua bánh đậu xanh này về ăn nhanh, bổ ích, rất bổ ích cho sức khỏe. Và video review bánh đậu xanh Hòa An đến đây của mình kết thúc rồi. Bye bye các bạn.